Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Dorin Van Việt Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin nghệ sĩ Trung Anh. Nghệ sĩ Trung Anh sinh năm 1961 tại tỉnh Hà Tĩnh, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Trung Anh xếp hạng nổi tiếng thứ 81.250 trên thế giới và thứ 43 trong danh sách nghệ sĩ nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam vào năm 1961 vào khoảng 35,43 triệu người. Trung Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, gắn bó với sân khấu Việt Nam hơn 30 năm. Anh được các khán giả biết tới với các vai diễn tham khổ, làm lũ, cô đơn trong các bộ phim truyền hình. Mới đây, vào năm 2015, trong vai diễn trong bộ phim Những đứa con của làng, anh đã vinh dự nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam, từng là quản lý nhà hát. Sau này, anh đã xin thôi chức vụ quản lý để làm một diễn viên bình thường. Hiện nay, anh đang công tác tại nhà hát kịch Việt Nam. Nghệ sĩ Trung Anh là một trong những nghệ sĩ Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt. Từ lúc anh được 7 tuổi, anh đã chứng kiến bi kịch khi mẹ cùng chị gái và dì bị chết trong một vụ ném bom. Anh là người may mắn khi sống sót. Sau đó, anh một mình lớn lên Hà Nội tìm cha và suốt chặng đường dài hơn 400 cây số đi bộ, anh đã tìm được người cha của mình. Sau đó, lớn lên, anh đã theo học lớp diễn viên của nhà hát kịch Trung ương. Sau khi tốt nghiệp, anh lên đường nhập ngũ sau 2 năm trở về và quyết định gắn bó với nghề sân khấu từ đó tới nay. Bên cạnh công việc sân khấu, anh cũng là người nhận hàng trăm vai diễn lớn nhỏ và vai diễn ấn tượng nhất của anh là các vai diễn trong bộ phim Những công dân tập thể. Về cuộc sống gia đình của Trung Anh, mặc dù cuộc sống kinh tế khó khăn, anh cũng là một trong những nghệ sĩ lập gia đình muộn. Anh lấy vợ khi 37 tuổi, nhưng đổi lại anh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiểu và cảm thông. Hiện nay, tổ ấm của anh đã có thêm 2 thành viên là một trai và một gái.